Vào chưa? Vào chưa? Chưa, muốn để quân đây mà. Kinh ngồi đây cũng ngầu này. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh HVT Vlog Hà và Tờ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Chào đi còn gì nữa. Xin chào tất cả các bạn. Đấy, hôm nay chúng tôi sẽ chơi một cái trò chơi đá bóng ở cái khu vực cái bể này. Đó, bóng này các bạn nhé. Nó rất là lầy. Đó. Thì đá bóng ở cái khu bể này nó sẽ như thế nào thì xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng theo dõi video này các bạn nhé. Đó, đây là cái khu vực sân thi đấu của chúng tôi các bạn nhé. Chúng ta đang chuẩn bị đến những trận đấu cực kỳ căng thẳng, cực kỳ gay cấn. Đội đang vịt đi nó vào bây giờ. Đó, diễn ra trên một cái sân đấu rất đặc biệt và rất hấp dẫn. Đó, còn kia là cầu thủ mang quần xanh đỏ, áo đen, đầu trọc bằng thật. Đó, đây như vậy là một cái ngôn đã hình thành. Đây là một cái ngôn nữa. Vẽ cho cân cân tí. Đó, đúng quy trình các bạn nhé. Như vậy là hai cái ngôn đã hình thành và chỉ chờ nước đời là chúng tôi sẽ tiến hành trận đấu. Như vậy là lúc này chúng tôi đã chuẩn bị xong cái phần sân thi đấu. Đó, rất là độc đáo, rất là kỳ lạ và rất là vui luôn. Đó, đây là thể lệ trò chơi của chúng tôi. Đây, mỗi cầu thủ đều có một thẻ đỏ và thẻ vàng, vừa là ba tổ chức, vừa là cầu thủ luôn, vừa đá bóng vừa thủ coi vô tư. Đây, thẻ. Đây là của tôi. Phần thưởng của trò chơi này sẽ là đấy, một cái nồi. Mỗi bàn thắng sẽ là một cái quệt nhọn nồi. Đấy, bà con về đây làm ví dụ này. Đấy, đội nào thua sẽ bị quệt một cái nhậu đùi và như này. Đó, sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi trận đấu. Xin được nhiệt liệt chào mừng các bạn, chúng ta cùng trở lại với khu vườn đầy mùi vịt hôi hám để chứng kiến trận đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Và ngay lập tức là một bàn ghi cho các cầu thủ áo đen. Và người lập công là anh Bằng. Tỷ số lúc này là 1-0 nhưng vì cầu thủ Bằng. Tiếp theo là một bàn nữa, 2-0. Như vậy cầu thủ cởi áo đã bị quệt 2 lần nhọn rồi. Có thể nói chúng ta được chứng kiến một trận đấu khó hiểu, trận đấu hiếm thấy diễn ra giữa hai cầu thủ cũng hiếm thấy. Có thể nói những cầu thủ này có những suy nghĩ táo bạo. Có lẽ rằng là Messi và Ronaldo đến với cái sân bóng đá này sẽ bị xúc phạm khi mà bóng đá nó lại lên nông nỗi này. Hai cầu thủ chúng ta đang rất khao khát chiến thắng. Đá bóng ở một cái bể dành cho vịt bơi. Vậy hai cầu thủ chúng ta đã chiếm lĩnh vì nhầm đam mê bóng đá. Suýt chút nữa thì có bàn thắng dành cho cầu thủ cởi áo. Ấy da, hình như vào rồi. Vẫn chưa vào. Hai cầu thủ rất hăng hái như châu húc tủng mối. Cầu thủ áo đen cũng không kém phần long trọng. Tuy nhiên cầu thủ cởi áo hì hài hục, thậm chí vâng, sau một thời gian nỗ lực hì hục thì cầu thủ cởi áo đã ghi được một bàn 1-2 và thực hiện công việc mong chờ, đó là quệt nhọn nổi vào mặt. Thực sự khi chúng ta xem trận đấu này chúng ta không hiểu điều gì đang xảy ra nữa khi mà bóng đá. Đây không biết là gọi là bóng đá hay là gọi là bóng bơi đây. Bóng bì, có thể gọi là bóng bì. Bóng nhựa. Đây là một đôi bạn. Đôi bạn có lẽ là đôi bạn cùng tiến. Nếu mà tôi là chủ tịch các câu lạc bộ tôi mà thấy trận đấu này tôi có lẽ tôi sẽ trừ trận đấu này âm điểm. Thấy chưa? Những đôi chân cái cặc khởi khều bóng như sự khều rừng, đá bóng như đá cây chuối. Không hiểu đây là lối đá gì đây. ruồi bâu chăng? Có lẽ đây là lối đá của Jun Xéo. Và có lẽ những lối đá này là lối đá của vịt bầu. Cầu thủ áo đen trông rất giống vịt bầu, lạch bà lạch bạch. Còn cầu thủ cởi áo thì hi hai hùng. Úi giời, múa chân, ái dạ Khua chân, những pha khua chân hiếm thấy. Những pha khua chân khiến chúng ta xem mà chúng ta không chịu nổi những pha khua chân như vậy. Nếu là tôi thi đấu trong trận đấu này có lẽ tôi sẽ... một pha húc đầu học tập trận đấu Zidane của trận chung kết World Cup 2016 đã húc đầu. Cầu thủ cởi áo có rất nhiều chiêu trò. Và tỷ số lúc này đang là 3-0. Và cầu thủ cởi áo thực hiện công việc hàng áo ước. Có lẽ một trận đấu như này mang lại rất nhiều niềm vui cho hai cầu thủ. Những tiếng cười, ai da lại còn nhảy múa nữa, ai da. Nhạc sập sinh như kiểu nhảy đám cưới. Ô sáng hôm nay trên quê hương tôi. Ấy à, thực sự tôi cũng không hiểu luật chơi của trận đấu này là như thế nào nữa. Nhưng theo tôi quan sát thì chúng ta thấy hai chiếc ngôn được vẽ hai chiếc bạch, có lẽ bóng vào đó là sẽ vào. Và đúng là luật chơi là như vậy. Ấy à, đấy đi hút nhau. Ấy à, trận đấu mỗi lúc một hấp dẫn, một căng thẳng. Tỷ số lúc này đang là 3-0. Ngay sau đó lại một bàn thắng nữa, 4-3 dành cho cầu thủ áo đen. Lại tiếp tục thực hiện công việc hàng áo ước. Ấy là cười rất sướng. Ấy là còn đối thái đàng hoàng nhá. Trời ơi, úi trời ơi, úi trời, trời nó cái tùng ái là húc. Ôi ơi, thế nào rồi? Chưa manh thì thôi, tiếp tục chơi tiếp. Và chơi ngán thì đây mình xem ra này, đá kỹ thuật chưa đấy thấy là nhìn ta vào học tập này đấy, như này này đấy, thấy không? Nhìn bóng rất léo đấy. Ấy gì đảo chân như kiểu đây là xới cơm. Ý là tát nước. Cầu thủ phải áo chơi rất hăng hái, ý như cháu không tưởng bố tát nước. Ngay sau đó thì là một bàn thắng. Ấy là ăn mừng với Ronaldo vì quá một trận đấu không hề tưởng tượng. Tuy nhiên thì cách ăn mừng khá chuyên nghiệp. Ăn mừng theo kiểu Ronaldo, như kiểu ăn mừng giai điệu Kangaroo. Đấy, ấy à, ngó, ấy, đấy đi thớt, ấy mày, thẻ vàng, mày chơi tao mà, nói mày không nghe à, đứng đây để tao đá pen, thẻ vàng nhá, đá liệu hồn, ấy à, tiếp chút nữa thì có lẽ là để những pha bóng như vậy đặt gần hơn đá cũng không vào vì nước nó đã cản lại. Ấy, người diễn trò, ấy lắc đít, ấy chọc khe, ấy múa côn, múa kiếm, ấy múa chân, đảo chân, ấy nhạc sập sinh đám cưới này, ấy rất hoành tráng. Đá bóng của chúng ta được xem điệu nhảy của đám cưới ở đây, ấy nó lại tiếp tục nhảy sập sinh, ấy là tưởng ăn tao mà dĩ, ấy chơi chiêu tao. Không được đâu, điên rồi. Đấy, tao cũng chơi lại nào. Nào. Ai, cút ra để tao thể hiện. Vào. Vào chưa? Chưa ai thể. Đúng phong cách của trọng tài chuyên nghiệp nhá. Nhắc nhở cầu thủ. Đó. Cảnh cáo thẻ vàng. Như vậy là hai đội chúng ta mỗi đội đã có một thẻ vàng. Những pha đánh lạc đối phương à? Mày đánh lạc tao. 5-4 đứng vào đây để tao quyền nhọn rồi mày này. Đó, xin chào mừng quý vị, chúng ta cùng trở lại với hiệp 2. Tỷ số lúc này đang là 5-4. Hay là trông rất chuyên nghiệp nha, nghỉ giải lao đàng hoàng. Hay ra sân, chạy ra sân từ phòng thay đồ đàng hoàng. Đấy, trận đấu hiệp 2 tiếp tục được bắt đầu. Đấy, chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến những pha có thể là ai hấp dẫn hơn. Ấy da chui mày chui chút nữa thì có bàn thắng mày. Manh à, giờ định ăn ngay à, làm thế nào được. À, cuối cùng tỷ số cũng đã được ghi 5 đều chưa? Có thể nói cầu thủ áo đen có một chiếc quần rất huyền thoại. Ngày xưa tôi cũng đã từng có chiếc quần này. Tuy nhiên thì nó hay bị rách đũng, nhất là đi trời mưa, nó thủng, có lỗ nó bằng bàn tay, có lỗ thì nó nhỏ xíu nhưng mà vẫn mặc không hết. Đến thời điểm này thì chúng ta lâu lắm mới được thấy chiếc quần đùi này. Đấy, múa ái là lắc lư ái, rất dẻo dai, lắc đi. Đấy, mày lắc 6 năm, mang cái mặt lại đây để tao bôi. Nhìn vào camera đây này để cho quý vị xem. Khuôn mặt của cầu thủ cởi áo có lẽ là nó không còn là màu vàng hoặc là màu trắng hay là màu gì nữa, mà là nó đang biến thành màu đen rồi. Ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, mày coi thường tao, coi thường tao, coi thường tao. Ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, mày này, bỏ cái chân ra để tao đá. Tao không bỏ, mày này, chui, 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 ấy à, đít mày cứng hết này. Đấy, đấy, nào, 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 mày vẫn chưa có bàn thắng được ghi. Đấy à, hiệp 2 có vẻ căng thẳng hơn. Vậy chúng ta đang được chứng kiến hiệp 2 hấp dẫn hơn. Đấy, sách cuộn này. À, đưa tao để tao ném biên làm luôn, không phải lèng nhèm. Cầu thủ cởi áo rất là biết trước cơ hội. Đấy, 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 đấy à. Chắn bóng à, chê chắn à. Mày đi, chứ chút nữa thì có bàn thắng thứ 7 cho cầu thủ áo đen. Đấy, đâu rồi bóng ớ? Chân tao đây, bóng tao đâu rồi? À, đây à. À, quay trở lại trận đấu nào. Nào, nào, ấy à, hiệp 2 có vẻ căng thẳng hơn. Ấy à, ấy à. Không hiểu là pha bóng vừa rồi là pha bóng kiểu gì đấy. Khi mà một cầu thủ chồng mông, một cầu thủ ưỡn ngực về phía trước, nhún nhún. Đây không biết là giai điệu gì đây. Giai điệu bác cày con núi à? Hay là cưỡi ngựa trên thảo nguyên đây? À, cầu thủ cái áo đi bóng rất là lắt léo. Đấy, ấy à. À, như trâu hút cây chuối. Càng trận đấu chúng ta càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Ngoài rồi, biên của mày đấy. Tao đá ra đấy. Ừ, biên đi biên. Nào nó, nào vào đấy, nào, nào. Mày, mày. Lại ra ngoài rồi. Có lẽ là hai cầu thủ chúng ta đã đối sức rồi. Tỷ số lúc này đang là 6-5 nghiêng về cầu thủ bằng. Còn cầu thủ cởi áo bằng tiền trường, không biết thế nào. Ôi rồi ạ. Tao tưởng nào thì ra là bảo như thế. Mang cái mặt lại đây. Mày. Đấy, giao đi. À, đến lượt tao, mày không phải nhảy múa. Đây, nhìn tao này. Cút, 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 cút ra để tao thể hiện. Cút, 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 à, cách, cách, cách vào. Chưa vào. Mày, 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 ngoách, ngoách, ngoách. Chưa. Vẫn chưa vào. Mày. Vẫn chưa vào. Liệu cái cuối tỷ số sẽ như thế nào thì chúng ta tiếp tục theo dõi. Mày mày nhớ chân ái là ai chưa chiếu ái là. Một ta chơi bóng gần như là không có luật. Rất khôn ngoan nhưng không sao. Miễn rằng chúng ta thấy vui trong trận đấu này. Cuộc đời được mấy đúng không? Chúng ta hãy cứ cười tươi lên. Suy nghĩ nhiều làm gì cho ra. À, trở lại với trận đấu. Tỷ số lúc này đang là 7-6-7. Mày ra ngoài này. À, đấy là tao. Mày, ai dòng múa chân, đảo kiếm, ai dòng múa kiếm múa cua. Coi thường mày luôn, chủng đít rồi tao đã bóng mày luôn. Thế mà mày không ăn được tao. Nào, nào, vào đây, vào đây, vào đây. Thôi. Không phải vào chứ. Chưa. Nào, nào, nào. Ấy, đừng có chèn thế, ấy, ấy, bóng trước mặt tao mày có hút như thế mày. Nào. Đấy, người ta chèn người đúng. Này thì chèn này. À, tao nhặt cái mày đấy. Đấy, rất fair play. Cầu thủ áo đen rất là fair play. Ấy ơi, nhảy 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 chứ phúc. Ấy à. Điệu nhảy gì này? Điệu nhảy Kangaroo à? Hay điệu nhảy gì đây? Ấy à, cứ bóng vào góc nào. Tỷ số là 7 đều. Nào. Đến lượt tao mang cái mặt về đây. Tao để tao cạo nhọn nồi đã. Tim mày sao bây giờ đấy là nước rút đấy, giữ thôi, đưa bóng vào. Có lẽ là thời điểm này hai cầu thủ khá là mệt rồi, nhưng mà tinh thần thi đấu của hai cầu thủ rất là yêu thể thao. Có lẽ là đây cách là môn thể thao mà hai cầu thủ chúng ta đang phát triển chắc. Đây là môn thể thao mới chăng? Có lẽ là trận đấu này đã tranh cướp của tuổi thơ rất nhiều. Đó, vì tuổi thơ mới được chơi những trận bóng như vậy mà hai cầu thủ chúng ta đã tranh mất của tuổi thơ đây. Già rồi còn đú à? Nào, mày chết với tao. 8-7, mang cái nồi về đây. Mang cái thớt về đây. Tao quét vôi vào mặt mày nào. Tao quét nhọn nồi vào mặt mày nào. Đấy. Làm gì mà ghê thế? Đang mệt. Mày ái hả? Gì mà mày như kiểu là mày lấy chổi mà quét mặt tao kia. À, tao dùng một ngón thì mày dùng hai ngón để móc mặt tao. À, tao sẽ trả thù. Quân tử trả thù 10 năm cho muộn. Có lẽ là trận đấu đang nghiêng về phút cuối rồi. Ai ở tranh chấp, ai ở xô sát. Các hai cầu thủ chúng ta đã nổi nóng, ai là như thật. Đấy, trong bóng đá cũng có những xô sát, mà đây cầu thủ này cũng có xô sát. Đấy. Như vậy trận đấu đã kết thúc với tỷ số 8-7 nghiêng về cầu thủ Bắc. Và cầu thủ cái áo chúng ta mang một thẻ đỏ. Và trong lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trận đấu này. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.